trao độc giả của Molly Star. Cảm xúc hiện tại sau khi hoàn thành cái tiệc cưới ngày hôm nay như thế nào? 10 năm thì tụi mình mới hoàn thành được cái tiệc này, và tụi mình đã chờ cái này 10 năm rồi. Thì giống như là một cái điều gì đó mà bạn ấp ủ trong vòng 10 năm mà bạn làm nó xong thì nó nhiều cảm xúc á, vỡ òa, nghẹn lại, hơi tiếc nuối. Tự nhiên cảm giác cái khoảnh khắc này muốn nó dài hơn ra nữa. Hôm nay Tư Duy từ trưa tới giờ Tư Duy chưa ăn thêm một miếng nào, nhưng mà trong người vẫn rất là đầy năng lượng. Và rất cảm ơn các khách mời đã đẩy mood cho Tư Duy đích lép lên, mọi người đã rất hưởng ứng. Trước khi đám cưới thì quá trình chuẩn bị hết mất khoảng bao lâu, và có thể bật mí một xíu là kinh phí của ngày được? Từ lúc mà nhận lệnh của ba má là tổ chức đám cưới đi là tới giờ là khoảng 2 tháng đúng không chồng? Thì từ cái khoảnh khắc đó là tụi tớ gấp rút và như kiểu là chạy KPI để tổ chức đám cưới luôn á mọi người. Nhưng mà rất may mắn, không hiểu tại sao nhưng mà đợt đám cưới này có rất nhiều bên cùng đồng hành với Tư Duy Đích Lép và hỗ trợ hết mình. Tư Duy Đích Lép đã tin tưởng 100% vô những cái bên để đồng hành đó, và kết quả là như mọi người thấy hôm nay. Từ bên thiệp, bên đề co, rồi bên váy cưới, bên vết cưới, rồi bên nhảy, bên nhạc, nó tất cả mọi thứ nó đều là một cái tổng hòa rất là Tư Duy Đích Lép và rất là cổ tích. Tại sao lại chọn concept như thế này? Tại vì Tư Duy là công chúa trong lòng anh Lép đúng không? Nó là fairy tale, đó là một cái câu chuyện mọi người hay bảo rằng tình yêu đẹp thì nó sẽ là một câu chuyện cổ tích. Nhưng mà hôm nay tụi mình cho mọi người thấy rằng là thật ra thì có những cái mình tưởng là cổ tích nhưng mà thật ra nó có ở ngoài đời thật. Miễn là mình còn cố gắng với nhau thì đó, mình phải nhắc nhở với nhau rằng là cổ tích nào cũng sẽ có happy ending, nhưng mà đời thực thì chưa chắc. Thì để có được một cái happy ending thì chúng ta sẽ phải cố gắng với nhau. Rất nhiều. Cảm ơn chồng. Cảm ơn em. Quá trình chuẩn bị cho toàn cái này hả? Là từ 10 giờ tối qua. Ý là đề co hết mọi thứ là từ 10 giờ tối qua. Lúc mà anh chị xuống dưới tới đây nè, ấy là lúc mà anh chị mặc váy cưới và vest cưới xuống dưới tới đây là mới lần đầu thấy cái đề co này luôn. Trước đó mới chỉ thấy trên bản 3D thôi và hoàn toàn tin tưởng vào bên S Premier là một bên đề co của tụi mình. Đó, rất đẹp mọi người. Cái bài hát chủ đề trong cái đám cưới hôm nay á, thì cái phần nội dung á là do hai chất bút và có ý tưởng hay gì? Nội dung thì là do Lép đã định hướng. Thì Detap sẽ hỗ trợ viết, thì Lép có brief rất là kỹ từ cái mood, từ cái thời đoạn mình thích, từ cái nội dung mình thích bỏ vô và những cái câu key. Thì Detap đã giúp mình viết hết toàn bộ, từ phối khí, từ sáng tác, từ mọi thứ, từ sản xuất luôn. Cho nên rất là biết ơn Detap. Và tìm một ca sĩ hát rất là hợp. Đúng rồi, đó là cho Orange. Bài hát này Orange, tuyệt vời, perfect. Không thể thay thế. Hôm nay có thể thấy là Quang Minh trình diễn tử đã rất là đỉnh. Thì cái quá trình tập luyện nó mất nhiều thời gian không? Và chị Trúc thì lúc là không biết cái tiếng Trúc. Không hề biết. Dạo này thì Duy hay kiểu thắc mắc là Lép là sao cứ đi ra khỏi nhà rất là khuya. Xong rồi cứ nghĩ rằng là Lép bị stress công việc. Nhưng mà thật ra thì là mình đi tập nhảy mọi người. Đây cũng tập nhảy khá là tưởng gì nhưng mà nó khá là khó với một đứa mà chưa bao giờ biết nhảy. Cho nên là hôm nay tự nhiên chân chôn thấy cũng tự hào. Cảm xúc lúc đó rất bất ngờ, ấy là cứ nghĩ là cái cầu hôn là cái bất ngờ cuối cùng trong cái cuộc tình này, nhưng mà không, tới đám cưới là thứ mà hai đứa cùng nhau tự tay tổ chức, nhưng anh Lép vẫn có một cái bất ngờ cho Tư Duy. Tư Duy rất là biết ơn điều đó. Cái phần nút chìa khóa trong hôn lễ thì nó có ý nghĩa gì? Tại vì cái đó nó sẽ mô phỏng theo cái Beauty and the Beast, là Tư Duy sẽ trao, Tư Duy chính là bông hoa cho Đích Lép, và Đích Lép sẽ khóa cái bông hoa đó lại trong cái sự tự nguyện của Tư Duy, và Lép nuốt cái chìa khóa đó lên. Khẳng định là sẽ không bao giờ mở được lòng. Nghe có vẻ trói buộc nhưng mà tụi tớ đang làm theo mô phỏng theo cái sự cổ tích đó thôi. Kế hoạch cho tuần trăng mật sắp tới của hai chị là gì nè? Chắc là đi Mỹ. Định là đi Mỹ. Vừa mới đậu visa Mỹ hai đứa luôn. Cho nên là chắc là đi Mỹ, đang cố gắng đi Mỹ. Vậy thì kế hoạch có con thì như thế nào? Chưa có. Thanh Trần nhẽ rất nhiều vía, nhưng mà từ từ khoảng hai năm nữa sẽ nhận vía. Bây giờ nhận sớm là chết á. Sau khi mà kế hoạch
sau hôn lễ này thì cái dự định của mình sắp tới sẽ như thế nào? Chưa biết nữa. Chưa biết. Chưa biết. Yêu nhau, làm việc, yêu nhau, làm việc, tận hưởng, yêu nhau, làm việc, tận hưởng, vậy đó. Ừ. À.